thì bắt buộc người ta phải có mục tiêu. Không có mục tiêu thua. Có mục tiêu mà không tin mình làm được thua. Mục tiêu là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nó lại là cái gì? Thì hạnh phúc nó là một cái đại lượng rất cụ thể. Hạnh phúc là những cái gì anh mong muốn anh có được, trừ cho những cái gì anh mong muốn. Khi tổng số là mình hài lòng tất cả bốn cạnh thì hài lòng chính là hạnh phúc, mà hài lòng theo chuẩn của mình. Anh hạnh phúc không? Là tôi không có hạnh phúc. Thì tôi đã không hạnh phúc mà khi còn trẻ. Nói về hạnh phúc ấy, khó có người đạt được như tôi. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Đối thoại Trương Nguyên Thành. Đây là số đầu tiên và tôi rất là vinh dự được trao đổi với chuyên gia Lê Thẩm Dương ngày hôm nay với chủ đề hạnh phúc. Hy vọng rằng người xem nhìn thấy một cái vấn đề đấy ở nhiều cái góc nhìn khác nhau, và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ không có một cái kết luận đúng và sai, và để cho tất cả các quý vị có cơ hội mà suy ngẫm sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chương trình này sẽ phát sóng trên tất cả các nền tảng của Báo Thanh Niên. Chào anh Dương. Gần đây ấy, mình theo dõi báo chí, rồi mình theo dõi các cái cuộc trò chuyện podcast, rồi mình nói, và một cái tiêu đề mình cảm nhận như là nó trở thành một cái trend, cái fashion ấy, là chữ hạnh phúc. Cá nhân tôi luôn đó, được mời đi nói chuyện với giáo viên, với giảng viên và với học sinh về cái chủ đề ngôi trường hạnh phúc. Và tôi thấy cái chữ hạnh phúc này nó khá là thú vị. Tại vì bây giờ tôi nghe đâu nào là ngôi trường hạnh phúc, nào cuộc sống hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, con cái hạnh phúc, mà tôi thấy làm lạ ghê anh. Là cái chữ hạnh phúc này nó giống như là cái thời mà tôi làm khoa học, cái chữ nano vậy anh. Cái gì cũng nano, cái gì cũng nano. Theo anh ấy thì mình nên hiểu cái hạnh phúc như thế nào? Thực ra mà nói cũng đến cái tuổi này rồi, thành ra là ngoài cái việc là quan tâm tới cái băn khoăn của xã hội nói chung thì chính tôi cũng phải băn khoăn cái điều đó. Thế thì tôi băn khoăn và sau đó tôi làm theo đúng cái khái niệm hạnh phúc của tôi. Thế bây giờ chia sẻ mà. Thì tôi nghĩ thế này. Bản chất cuối cùng để con người ta nó có động lực, nó làm suốt đời, động lực là cái trục chính này, thì bắt buộc người ta phải có mục tiêu. Và mục tiêu người ta còn gọi nó là khát vọng. Nó là phần ước mơ mà có thể làm được. Chính vì cái mục tiêu đó mà người ta đã thắng 50% rồi. Cho nên nếu không có mục tiêu cuộc đời á thì mọi chuyện là về không. Nhưng mà nó có mấy dạng thế này: không có mục tiêu thua, có mục tiêu mà không tin mình làm được thua. Thì hôm nay á là thầy nêu ra thì tôi hiểu là mình cần bàn đến chữ mục tiêu. Cái mục tiêu cuối cùng thì nhân loại nó mới kết lại, cuối cùng là anh phải hạnh phúc. Thì bây giờ lại sinh ra cái chuyện thế này: mục tiêu là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nó lại là cái gì? Thì nó mới sinh chuyện. Thì ở đây ấy, nó liên quan đây là không có mục tiêu thì chắc chắn là mất động lực, mà có mục tiêu mà không có tự tin thì mất động lực luôn. Thì của mình nó có ba dạng người đó: không mục tiêu, có mục tiêu mà không tin mình, có mục tiêu mà lại tin chính mình xong. Nhưng cái mục tiêu đó nó mới trùm lên là rất cụ thể, nhưng mà cuối cùng nó phải đem lại hạnh phúc. Thế thì xin thưa, nó có mấy gạch đầu dòng thế này. Cái thứ nhất ấy, mục tiêu của mỗi người nó lệ thuộc vào hệ giá trị của anh ta. Hệ giá trị được hiểu là cái niềm tin của họ. Niềm tin nên xuất phát từ gia đình, từ môi trường, từ trải nghiệm. Cho nên có người người ta tin rằng ấy, mục tiêu cuối cùng là tiền, mục tiêu cuối cùng là chức vụ, mục tiêu cuối cùng là danh tiếng. Ồ, đừng phủ nhận người ta vô, vì đó là niềm tin sắt đá người ta, hãy tôn trọng người ta. Vậy thì những người người ta có cái mục tiêu và có niềm tin đó thì cái đó là hạnh phúc. Vậy thì bây giờ mình phải thảo luận. Vậy thì minh chứng của nhân loại nó cho thấy nếu quan điểm như vậy thì thường kết cục cuộc đời, tại sao có người đúc được mà có người đạt cái đó mà lại xuống vực? Phải đạt bằng được cái hiểu biết là tại sao có người rất giàu mà không hề hạnh phúc.
tí nữa mình mới quay lại khái niệm đó. Tại sao có người không giàu, thậm chí nghèo, người ta lại hạnh phúc? Cho nên nếu anh đặt mục tiêu mà không đúng thì nó không đồng nghĩa với chữ hạnh phúc. Cho nên cuối cùng ấy, thì đành phải đưa cái này ra cấp thế giới. Thế là thế giới bắt đầu mới làm đến tận thế kỷ 20. Thì cái hệ thống chuẩn của người Anh người ta đưa ra và được chấp nhận. Và người ta đo hạnh phúc bằng một cái đại lượng định lượng. Đó là chỉ số HPI. Và H là happy và I là index, là cái chỉ số. Nhưng kết quả cuối cùng thì hạnh phúc nó là một cái đại lượng rất cụ thể. Còn người ta lại lúc đầu người ta không định nghĩa được. Cho nên thầy nêu ra đúng lắm. Nó khó đến mức ấy, người ta đưa nó vào đạo giáo, người ta đưa nó vào đạo đức, người ta nói một cách trừu tượng. Nhưng sau này người Anh ấy, người ta chinh phục được, người ta lượng hóa luôn bằng 6 cái chuẩn. Khi anh đạt 6 chuẩn đó thì anh có hạnh phúc. Nhưng khi người ta đo một định lượng, người ta không định nghĩa là trừu tượng nó, mà là hạnh phúc là rất cụ thể. Nhưng mà khi mà lượng hóa thì cuối cùng xếp hạng thì không thuyết phục. Và đến nay chỉ số HPI bị nghi ngờ đến cùng cực. Và kết quả là WB, hệ thống ngân hàng thế giới nó đưa ra cái chuẩn WHA 8 tiêu chí thì hoàn toàn chinh phục được. Nhưng tôi chỉ nói một ý nữa thôi. 3/4 của chỉ số hạnh phúc ấy, nó nằm ở yếu tố tinh thần. Chỉ có 1/4 trong bộ tiêu chí ấy và được khảo sát từ chính cái người nói ra. Nó chỉ có 1/4 là nó nằm ở yếu tố vật chất. Rất cụ thể. Những cái gì mà anh nói, mình ấy suy nghĩ theo cái đơn giản. Những cái tiêu chí về như anh nói là đánh giá hạnh phúc đấy, nghe nó có vẻ phức tạp, nhưng mà theo mình ấy, mình muốn hiểu một cách đơn giản nhất. Thì mình suy nghĩ rằng là hạnh phúc là những cái gì anh mong muốn anh có được, trừ cho những cái gì anh mong muốn. Nếu mà những cái gì mà anh nhận được nhiều hơn những cái gì mà anh muốn về cái cạnh đó, là cái chỉ số dương hạnh phúc. Ok, cái hạnh phúc. Nhưng cái mong muốn ấy, thì mỗi một con người là một phiên bản không giống ai. Đúng rồi. Cho nên cái mong muốn của mỗi người khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Chính vì vậy cho nên khi mà anh mong muốn nhiều hơn anh có được thì là anh không hạnh phúc. Đúng. Đạo Phật họ dạy rằng anh chấp nhận những gì anh đang có. Có nghĩa rằng là sao? Giữ cái mong muốn của anh xuống càng thấp càng tốt. Để rồi khi mà anh có được, anh không có quá gọi là thất vọng. Đấy. Cho nên kéo trong cái triết lý của Đạo Phật rằng là kéo cái anh mong muốn xuống càng thấp, thì để làm chi? Mình cảm thấy được hài lòng với cái gì mình có trong cuộc sống. Nhưng mà tôi thấy nó cũng có cái một vấn đề. Nếu như mà anh không muốn gì, như đặt cái mục tiêu anh quá thấp, anh không có mục tiêu có 1% cái khả năng anh có, thì làm sao anh phát triển? Đúng. Cái người ta mong muốn, xong đó người ta đạt hơn mong muốn hoặc dưới, thì nó sẽ quyết định cái độ hài lòng. Nhưng cái gay nhất của thế giới hiện nay, của Việt Nam hiện nay, nó đem ra cái tranh luận rất quyết liệt là cái mong muốn anh là cái gì. Cái chỗ đó mới là căn bản. Còn nếu mà anh đạt thì anh hạnh phúc, không đạt thì anh không hạnh phúc, thì cái đó tôi với thầy thống nhất rồi đấy. Nhưng mà bây giờ cái mong muốn nào là cái cuối cùng anh sẽ có hạnh phúc, còn cái mong muốn mà chật là chết. Cho nên nó chia làm hai cái nhóm rất là rõ. Một cái nhóm nó là mục tiêu cứu cánh, mục tiêu cuối cùng cuộc đời đấy. Một cái nhóm là mục tiêu công cụ. Thì họ đem họ nhầm hai cái này. Bởi vì đấy là quyền của họ. Nhưng vì họ đem họ dùng cái quyền ấy là ở chỗ họ đặt vấn đề nhầm. Ví dụ tiền nó là mục tiêu công cụ. Sau khi anh có tiền đâu xấu, càng giàu càng tốt chứ. Nhưng anh có tiền mà anh đội lên đầu anh ấy thì anh không có hạnh phúc đâu. Anh dùng cái tiền ấy như thế nào là cho nhân loại này. Chứ không phải anh cầm anh từ thiện là cách rất tối thiểu. Anh mở một công ty, anh lo được việc làm cho người ta. Anh mở công ty, anh giải quyết được thất nghiệp và tiền lương người ta. Thì tiền nó chỉ là phương tiện, thì anh lại đem anh làm đặt mục tiêu cứu cánh thì anh chết. Có chức đâu có gì là sống. Khi tôi ở vị trí cao tôi mới giúp được nhiều người, chứ tôi ở vị trí làm sao tôi giúp được. Danh tiếng, tôi có danh tiếng tôi mới giúp được. Cho nên người ta lấy
tiền, lấy quyền, lấy danh để cuối cùng làm công cụ. Người ta trao đi. Bản chất cuối cùng của hạnh phúc là trao đi. Nếu anh không đạt được điều đó anh thua. Mà trao đi nó lại là công cụ để anh tiếp tục có phương tiện. Tôi là con đại bàng. Nếu tôi giúp được người khác thì cái người khác là cánh tay của cánh của con đại bàng, hai thằng cùng bay. Cho nên cái bây giờ người ta gây go là người ta lấy tiền là mục đích cuộc đời thì người ta chết. Tiền nó là mục tiêu công cụ, mục tiêu phương tiện. Lấy phương tiện làm cái gì thì cái đó mới là hạnh phúc, mới ra cái mong muốn. Cái gây nhất cần phải tranh luận cái này. Nhưng mà bây giờ anh nói rằng là cái hạnh phúc là cho đi. Nhưng mà tôi phải có rồi tôi mới thì cho thế, cho nên đầu tiên anh phải giải quyết được mục tiêu công cụ đã. Khi mà mục tiêu công cụ có thì sử dụng công cụ thế nào thì nó cuối cùng nó mới là hỏi ra. Cho nên nó có hai bước. Người ta đem người ta cứ nói nhiều tiền để làm gì, nhiều tiền để hạnh phúc, nhưng có tiền mà có hạnh phúc là gay gò lắm ấy. Cái đó không đúng đâu. Cái đó phải dùng tiền thế nào, dùng chức vụ thế nào, dùng nổi tiếng thế nào. Nếu anh chỉ hầu anh thôi chắc chắn anh chết, vì đấy là phương tiện chứ không phải là công cụ, không phải mục tiêu cuối cùng. Là mình đang cho nên là xin cắt lời thầy là gì, bằng mọi giá thanh niên cuối cùng nó thống kê phải làm người đã, làm việc và cuối cùng làm công dân. Với ba công cụ này anh khắc có tiền, khắc có vị trí và khắc nổi tiếng. Anh dùng cái nổi tiếng này bắt đầu anh cống hiến cho nhân loại thì đời anh chắc chắn đúng tượng. Cái lộ trình nó rõ như ban ngày, không còn lý thuyết nữa. Đáng. Nhưng mà có một cái như thế này nha. Một khi ấy mà mình đi tìm, mình muốn đi cho thì mình phải có. Cho nên tôi đi kiếm tiền và tôi đi kiếm danh vọng. Và đành rằng là cái mục tiêu cuối cùng trong đời của mình cho rằng một khi tôi có tiền, tôi có danh vọng thì tôi sẽ cho đi. Nhưng mà khi nào là đủ? Khi tôi có được, tôi làm được 10 triệu thì tôi nói tôi cuộc sống tôi, cái nhu cầu của tôi lên 10 triệu. Khi tôi làm tôi thêm nữa 20 triệu, cái nhu cầu tôi lên 22 triệu. Đấy, cho nên nếu thì bây giờ nó mới đưa đến một cái giải pháp, đưa đến một cái để giải thích. Cái người nghèo mạt hạ ở xã hội này người ta vẫn hạnh phúc vì không có một ai là nhỏ nhoi cả. Anh tỷ phú Bill Gates, anh Elon Musk, anh ấy cho cả thiên hạ, cả cái quỹ Bill Gates. Rất tiếc là cái người nghèo nhất ấy, người ta cho người khác bằng cái tình yêu của họ. Thì cái nhầm lẫn rất lớn ở đây là người nghèo mạt kiếp không có gì để cho, đó là mệnh để xài. Cho nên họ trao đi và họ rất là sướng, cuối cùng họ đạt được cái điều đó. Cho nên cái người thực dụng khôn ngoan chính là cái người mà lấy cái của người khác đội lên đầu. Còn cái thằng thực dụng ngu xuẩn ấy là lấy cái của cải mới đạt được đội lên đầu. Chính vì thế cho nên người nghèo nhất người ta là hạnh phúc nhất, vì người ta trao cái tình cảm, trao cái tấm lòng người ta, vì người ta có gì đâu chăng. Nó được chứng minh rất là rõ. Có thể là cái câu đó nó trả lời là tại sao người Việt mình mặc dù rằng là thu nhập nó thấp nhưng cái chỉ số hạnh phúc cao, là tại vì tôi sống ở ngoài quê, người ở quê họ rất là thân thiện, họ rất là tuyệt vời. Và họ nhặt cả buổi tối ngủ ngon. Thì ở đây mình cũng chia sẻ thêm là cái quan điểm hạnh phúc này nó có một phần vật chất và một phần như anh nói đấy là 3/4 là tinh thần rồi. Đúng rồi đấy. Nhưng mà nếu như mà mình đánh giá trên một cái quan hệ gia đình thì tôi sống cái cuộc đời này tôi thấy nha, cũng khá là nhiều cái mối quan hệ gia đình. Vợ chồng ấy thì trời ơi cấu xé với nhau gọi là hàng ngày. Nhưng mà họ sống với nhau mấy chục năm. Ở người nhà nó sao mà thấy nhau chửi rồi đập rồi. Rồi có người họ rất là hòa thuận, nhưng vài năm sau họ ly dị. Thì ở đây chẳng lẽ là nó có cái mâu thuẫn ở hạnh phúc đấy. Nếu mà người ngoài đánh giá rằng là cặp vợ chồng này hay là cái mối quan hệ này không có hạnh phúc, nhưng mà lại họ bền. Ở cái mối quan hệ này có vẻ rằng là họ hạnh phúc.
nhưng họ không bền. Vậy cái gì mình đang ở đây để mà mình hiểu cái chữ hai chữ hạnh phúc là gì ấy, mình phải có cái định nghĩa rồi mình mới nhìn thấy, mình mới đánh giá được chứ, chứ mình nói hạnh phúc mà mình không hiểu nó là gì thực sự là khó hiểu. Vậy theo anh, làm sao mình hiểu cái vấn đề ở cái góc độ cái chữ hạnh phúc này mà khi mình nói đến cái khía cạnh trong quan hệ? Nguyên lý được chứng minh qua những nhân vật được đúc tượng, và lúc đó nó sinh ra hàng loạt. Đằng sau cái thành công của anh đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Đằng sau cái thất bại của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ thứ hai. Tại sao vậy? Cho nên là ở đây ấy, nó có một cái gạch đầu dòng thứ hai. Không một ai trong xã hội này mà là trùng nhau về phiên bản cả. Cho nên không biết tôn trọng người đối diện là chết ngay. Và điều thứ ba, đó là hạnh phúc thì nó gồm này. Nếu nhìn theo hình chữ nhật, đầu tiên đầu bảng của đầu bảng là hạnh phúc sức khỏe. Có sức là chỉ số 2 của chỉ số hạnh phúc, số 5 khỏe mạnh so với tuổi mình chết. Thứ hai là chỉ số quần chúng, tức là bên này là cái cạnh của nó là bạn chứ không phải bè. Hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc gia đình, nó nằm ở dưới này. Và hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc nghề nghiệp. Mình đạt được hoài bão, tức là mình có tiền. Mình đạt được sứ mệnh, tức là trao đi. Khi sigma 4 cái hạnh phúc này, hạnh phúc sức khỏe, hạnh phúc bạn bè, hạnh phúc sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, thì ắt nó sẽ có tổng hạnh phúc cuộc đời. Bây giờ thầy mới nêu vấn đề là hạnh phúc gia đình. Tựa nó có cái cục hạnh phúc sự nghiệp, mà đôi khi sự nghiệp nó hạnh phúc đến mức là hầu hết là người ta không đạt được như Lenin. Lenin có Skokaya, Marx có Zendi, nhưng nhiều người thì lại ở lớn mất. Rồi Bill Gates cũng phải bỏ vợ thôi. Tại vì cái hạnh phúc nghề nghiệp nó quá lớn. Vậy thì mình gói từng cái một thế này. Khi tổng số là mình hài lòng tất cả bốn cạnh, thì hài lòng chính là hạnh phúc, mà hài lòng theo chuẩn của mình. Vậy thì rất là rõ. Vậy trong gia đình thì hạnh phúc gia đình nó là cái gì? Vậy thì không bao giờ tìm được cái người phù hợp mà người ta gọi là phù hợp tính cách đâu. Nếu có thì toán xác suất nó tính là 1/2 triệu. Nhưng mà tất cả những cặp khác tính cách thì bao giờ cũng hạnh phúc. Lý do là thái độ của mình ứng xử với tính cách khác như thế nào, tức là chấp nhận sự khác biệt thì ắt hạnh phúc. Nhưng do họ không ứng xử được, cho nên là hai tính cách nó vào với nhau. Mà cô vợ thì mang ra phong nhà vợ, ông chồng thì mang ra phong nhà chồng. Nó là va chạm của hai gia phong và hai tính cách. Cuối cùng là cái xích với cả cái sên nó vào nhau thì xe đạp nó chạy. Thì trong quá trình đó, hạnh phúc chính là đấu tranh, hạnh phúc chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Cứ mỗi lần cãi nhau xong nó lên một cái tầng mới. Hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, lên một tầng mới. Nhưng trình độ họ non quá, họ không nhận thức được. Đấu tranh xong cái gục luôn. Thế thành thử là ở đây ấy, cuối cùng là anh phải chấp nhận được cái khác biệt của người khác. Thì khi đó anh sẽ ổn. Và cái quá trình chấp nhận ấy nó phải qua đấu tranh. Thì nó mới tìm được khác biệt và hiểu được. Nhưng mà họ không giải quyết được. Cho nên trong gia đình nó có 5 cái mặt trận. Bên này là ứng xử, bên này là tài chính. Nhà mà nghèo là đánh nhau tưng bừng, nhà giàu đánh nhau gấp đôi. Mặt trận thứ ba đó là mặt trận về con cái, giáo dục lệch là phàng. Mặt trận thứ tư là ngoại tình. Mặt trận thứ năm rất quan trọng, tình dục. Nếu 5 cái đó không khớp, không bao giờ có hạnh phúc. Mà để khớp 5 cái đó, đôi khi đến tuổi thầy mới cả tôi thì may ra mới làm được. Vậy thì chưa làm được thì mọi người mà đến cái tuổi đấy rồi thì nó sẽ không bao giờ nó có được hết cả 5 cái đâu. Thì thế. Cho nên là để có được hạnh phúc thì mỗi người đều phải trang bị. Nguyên nhân đầu tiên vẫn là nhận thức. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này là nếu như mà cái cặp vợ chồng hay là cái mối quan hệ này mà gặp nhau mà choáng, thì nhiều khi đó là cái cách mà họ giải quyết cái cảm xúc của họ. Còn cái cặp này mà bình bình nhưng mà họ không có thể nào giải tỏa được cái sự khác biệt, và họ cứ gọi là giống như là mình bực mà mình cứ chịu ấy, rồi tới một ngày rồi cái giọt nước nó tràn ly, rồi cái là nó rã. Cho nên mình mới nghĩ rằng là nhiều khi hạnh phúc trong cái mối quan hệ nó đòi hỏi có một cái sự, có một cái văn hóa ứng xử, cái sự khác biệt. Đúng thế, cho nên người ta mới có văn hóa ứng xử, văn hóa tình dục. Lên giường cũng phải tình dục có văn hóa, nó khác với con vật chứ đó.
thì người ta lại không hiểu năm mặt trận đấy là năm cái văn hóa. Thành ra cuối cùng họ không ứng xử được thì họ đem họ mua cái vạ vào thân họ. Nhưng nếu anh không nói bằng cách phản xạ tự vệ của mô hình Maslow thì lập tức nó bị nén về lượng. Đến khi một điểm G nào đó nó tháo cái chốt ra, nó bật cái là thua. Bây giờ quay trở lại một cái khía cạnh khác. Dạ. Về hạnh phúc. Bây giờ hạnh phúc như anh nói về sự nghiệp thì anh với tôi ấy thì cũng đã qua cái cuộc đời sự này, cho nên nếu mà nói về sự nghiệp ấy thì tôi nghĩ anh và tôi đều cho rằng mình hạnh phúc, mình đã đạt được những cái gì mình muốn về danh vọng. Nhưng mà thật sự cái khó bây giờ là cái đám trẻ. Nếu mà mình nói về hạnh phúc, dùng cái hiểu về hạnh phúc đám trẻ, những cái trẻ mà đang là sinh viên ở đại học hoặc là vừa ra trường, khi mà chưa tìm được một cái công việc nào mà gọi là mình hài lòng cho lắm, rồi thêm nữa rằng là mình thấy rằng là sau COVID này, trên thế giới cái chỉ số trầm cảm, cái lượng trầm cảm có vẻ gia tăng, không chỉ ở Việt Nam mà hầu như ở mọi nơi. Vậy thì theo anh, giới trẻ này nên hiểu như thế nào về sự nghiệp và về hạnh phúc trong cái con đường để mà xây dựng cái sự nghiệp của mình? Cái hạnh phúc gia đình nó là một vấy, hạnh phúc cộng đồng vì loài người nó không phải là loài đơn độc, nó là loài theo đàn, cho nên bạn bè lại là một cái nhóm hạnh phúc đóng vai trò tiền vệ cuộc đời này, còn mình tiền đạo. Còn sang đến hạnh phúc sự nghiệp thì hạnh phúc sự nghiệp nó gồm có hai cấu tạo. Một là cái hoài bão. Hoài bão là làm cho mình. Thì các bạn trẻ bây giờ rất gầy gò cái chỗ động tác đầu tiên đó. Sau khi mà xong được cái hoài bão rồi thì nó có cái nhánh thứ hai là sứ mạng. Sứ mạng là giải thích anh sinh ra để anh đóng vai trò gì trong cái cộng đồng này. Tức là trao đi. Vậy thì bây giờ các bạn đang vướng cái đầu tiên ở giai đoạn 1 là phải đạt được hoài bão. Hoài bão là làm cho mình. Mà làm cho mình thì nó liên quan tới hệ giá trị của mỗi bạn. Cái đầu tiên hệ gì thì hệ, anh phải có tiền này. Anh tồn tại này. Xong cái hoài bão thứ hai là hoài bão về tinh thần, tức là anh thành công ở cái sự mỹ mãn của anh. Nhưng gay go nhất là anh phải đặt được cái xuống phát triển. Đồng thời với nó, khi anh đạt đến một cái chỉ số thì bắt đầu á là anh sẽ làm sứ mạng đúng của nó. Tại vì bây giờ chưa có việc làm sao mà đạt được sứ mạng. Sứ mạng là nó giải thích anh sinh ra để làm gì. Thì thầy với tôi sinh ra là để giúp xã hội một cái khe hở rất nhỏ. Đó là khe hở đào tạo. Một cái anh lại sinh ra lại làm truyền hình như bạn này để giải quyết cho người ta cái chức năng anh ấy thế. Vậy thì bây giờ các bạn trẻ giải quyết đầu tiên là cái hoài bão đã. Mà cái hoài bão thì nó cụ thể lắm, là mang lại cái hạnh phúc cá nhân đã. Xong bắt đầu mới dùng cái sứ mạng là trao đi. Thì cái lộ trình nó rõ lắm. Mà cái cho mình nó gồm hai cái. Một là cái hiện hữu và cái là cái xu hướng. Thì đấy là cách nhìn của tôi. Thì hiện nay các bạn vướng cái khởi đầu đầu tiên. Thì cái khởi đầu đầu tiên ấy thì nó chỉ có được khi mà anh có lao động. Và lao động thông minh chứ lao động chăm chỉ không đạt. Thế thì muốn thế, đầu tiên anh phải hành động đã, action đã, lao động đã. Muốn lao động thì anh phải có mục tiêu. Cho nên cái lộ trình của cái sơ đồ phát triển hạnh phúc nó rõ như ban ngày ấy. Có mục tiêu. Nhưng kinh khủng nhất là phải tin là mình làm được mục tiêu. Thì nó xây dựng lòng tin qua tự kỷ ám thị. Xong từ đó bắt đầu mới học. Vấn đề ở đây tôi nghĩ như thế này. Rằng là các bạn trẻ, như anh nói đấy, là cần phải có mục tiêu. Nhưng mà bây giờ làm sao để có mục tiêu? Đúng. Thì tí nữa mình có cái công nghệ để có mà. Cho nên cái mà các bạn trẻ đang loay hoay ở trong cái vòng tròn ở đây, rằng là cái mục tiêu của đời của mình là gì? Mục tiêu công việc của mình là gì? Anh nói tiền. Anh phải có, muốn có việc làm thì anh phải chứng minh là anh có năng lực cái đã. Chứ đâu phải là anh muốn kiếm tiền là anh ra anh có tiền, đúng không? Cho nên, và bây giờ cái loay hoay này
thì cái hướng nào mình phải giải quyết? Nếu như mà tôi nha, mà tôi là một các bạn trẻ, tôi quay trở lại với cái thời sinh viên ấy, thì tôi cảm nhận rằng là mục tiêu của tôi là tồn tại. Cái đã. Tồn tại cái đã. Trong khi đấy, tôi cũng thấy là có nhiều bạn trẻ cái mục tiêu nó khác. Cái mục tiêu tôi có cái tấm bằng đại học, hoặc là mục tiêu rằng là tôi lãnh gọi là tôi sẽ mai mốt tôi sẽ có cái công việc bao nhiêu triệu chứ. Thì cái này theo tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ này nó đang bị rối ở cái nhìn cuộc sống, tại vì mình chưa có gì. Và chưa có gì là anh phải tồn tại, như anh nói là phải có tiền trước cái đã, phải sống và trả tiền ăn, trả tiền phòng, trả tiền tất cả cái đó anh phải tồn tại trước, anh rồi anh mới nói tới cái chuyện gì kế tiếp. Chứ còn không mà anh ở nhà mà anh nằm, anh gọi là về nhà rồi cha mẹ phải nuôi cho mình, thì như vậy có khả năng rằng là anh hạnh phúc là anh về nhà anh có cơm ăn, anh có mặc, anh có chỗ ấy, anh ấy, nhưng mà ba mẹ anh lo mọi thứ, nhưng mà chưa chắc rằng là anh lê hay ở cái cuộc sống của anh chưa chắc là anh có hướng đi. Thì theo anh, các bạn trẻ này, như hồi nãy anh nói, có cái công thức hơi gì để đi tìm cái hướng đi, cái mục tiêu? Ở đây nó có phạm trù đầu tiên đấy, là ước mơ. Ước mơ là cái anh ta muốn, nhưng nó không tính tới tính khả thi, tức là không tính đến nguồn lực. Cho nên mọi người cứ ước đi. Ước mơ mà hoàn toàn nằm trong cái nguồn lực của mình thì nó sinh ra một phần ước mơ đó thấp hơn, thì nó gọi là khát vọng. Khát vọng là ước mơ mà nằm trong tiềm năng, nó phải dành rõ đã thì mới nói chuyện được. Thế thì để đạt tới cái điều đó thì cái sai lầm lớn nhất mà theo cách nhìn của tôi ấy, là các bạn trẻ bị lầm chỗ này. Cái lầm thứ nhất ấy, họ phải đặt mục tiêu rất rất cụ thể và rất là thấp. Bắt đầu học một môn học, chứ đừng nói một việc làm. Sau đó người ta đạt, sau người ta lại đạt, bằng mọi giá phải đạt để trong tầm khả năng đó. Khi nó đạt trồng cái đạt thì bắt đầu nó nuôi được người ta cái ý chí đó. Nhưng mà anh rất là nhiều nhà đào tạo cứ hay nói khi mơ thì phải mơ cho lớn. Thì chính vì lẽ đó cho nên là tôi không nằm trong cái nhóm đó. Cái sai lớn nhất, họ mơ mộng là họ vọt lên thế này, không bao giờ đạt, mất ý chí ngay. Cho nên cái đào tạo của mình nó có một cái nguy hiểm. Chạy marathon, đầu tiên hãy vượt người trước mặt, chứ đừng vượt anh đầu tiên. Để nó nuôi cái ý chí đó. Thế thì cách để đạt mục tiêu dễ lắm. Anh đạt mục tiêu rất ngắn, rất cụ thể từng ngày một, thì anh vượt nó dễ dàng lắm. Xong lại vượt. Thế thì lúc ấy nó mới sigma lại, nó mới ra được mục tiêu lớn. Và đấy cũng là con đường của tôi mà không thể nào tôi truyền đạt được, vì nó đúng lý thuyết. Nhưng mà nếu mà những cái mục tiêu nhỏ nhỏ như vậy, liệu rằng anh sẽ đi lỏng quẩn, anh tới đây rồi cái là anh phải quẹo, anh nói quẹo đấy rồi thì thế, cho nên là anh sẽ quẹo vòng tròn. Đầu tiên là người ta định hình cái gọi là tầm nhìn, tức là mục tiêu dài. Nhưng để đạt được mục tiêu dài thì về mặt chiến thuật người ta phải đặt mục tiêu ngắn, chia nó ra và chia đến mức cùng cực. Và mỗi một thành công nhỏ nhỏ đó mình đạt, sau đó mình hãy chơi với một người có thái độ tích cực. Tích cực nghĩa là người ta cổ động cái điều đó, thì mình có thái độ tích cực ắt sẽ đạt mục tiêu. Bây giờ mình quay lại với cái vấn đề sinh viên nha. Mình khuyên rằng là anh có một cái tầm nhìn dài hạn, rồi các em này nhưng phải chia rõ những cái mục tiêu này để ngắn hạn để mình đạt đấy. Nhưng mà khi mà tôi đạt tới cái mục tiêu 3 là mục tiêu 4 đi, rồi cái xã hội bên này nó thay đổi, rồi nó bắt tôi phải rẽ, hoặc là có cái gì đó vui quá cái tôi rẽ, rồi cái tới một cái ngã rẽ nữa cái tôi thấy cái gì đó vui, hoặc là bạn bè nó rủ tôi đi qua rẽ một cái nữa,
Vậy thì thật sự ra có nên làm vậy hay không? Có nên rẻ không? Thực tế cuộc sống của xã hội của tôi, tôi cũng rẻ, mặc dù là nhiều người nghĩ rằng là tôi không có rẻ. Nhưng mà tôi rẻ rất là nhiều. Cái hướng nguyên cứu tôi đi cứ 1-2 năm là tôi cho rằng là tôi không muốn cái này nó cũ rồi. Thế là tôi rẽ cái hướng nguyên cứu khác. Tôi nghĩ rằng là cuộc sống, tôi thấy rằng các bạn trẻ cũng giống vậy. Và ai cũng rẽ và rẽ như vậy. Vậy thì thực tế họ rẽ khi họ đạt được cái mục tiêu ngắn hạn. Vất rất dễ để mà phân tán cái độ tập trung. Vậy làm sao? Mình nên nhìn nhận cái vấn đề dài hạn như thế nào? Liệu rằng cái dài hạn đó có đúng? Nó sinh ra ba vấn đề, thưa thầy. Cái thứ nhất ấy, là nó mới giải thích được tại sao trong cuộc đời này có người thất bại và có người thành công. Và xin nói thật với thầy, cái số người thành công không quá 5%. Mà nếu thành công mà được thừa nhận, ấy, anh thành công với anh thôi. Nhưng mà xã hội nó có thừa nhận hay không? Thì nó không đến 1%. Vậy thì 95-99% sẽ phải đi làm cái cầu thang để người khác dẫn lên lưng. Là vì những yếu tố thầy vừa nói. Cho nên ở đây nó giải thích cái thứ nhất. Tại sao có người thất bại chứ không phải ai cũng thành công, mà số thành công ít lắm. Điều thứ hai là cái quá trình điều chỉnh mục tiêu, thậm chí nó điều chỉnh luôn cả sở trường mình ấy, nó thay đổi trong cuộc đời. Bởi vì cái lượng tích lũy nhận thức của mình nó khác. Cho nên người ta gọi đấy là quá trình điều chỉnh chiến lược, vì chiến lược nó gắn với mục tiêu. Điều thứ ba, ngày nay nói cho nó vui thôi, chứ thực ra không ai dám đặt mục tiêu nữa. Và đấy chính là cái mà nó nằm trong cái hệ quả của bối cảnh nền kinh tế hỗn loạn, nền kinh tế VUCA. Cái bức tường thông tin nó sập, nó bị hỗn loạn bởi các nhân tố. Cho nên hiện nay người ta điều hành cuộc đời bằng các kịch bản chứ không phải các mục tiêu. Mà mỗi kịch bản nó có một mục tiêu đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu quay cái vấn đề hạnh phúc trở lại ngay từ ban đầu. Khi mà khởi nghiệp thì cái khát vọng nó lớn lắm. Cái khát vọng tôi sẽ xây một cái tập đoàn đa quốc gia, cái mong muốn lớn lắm, khả năng là chưa chắc. Thì nếu như mà cái hạnh phúc sự nghiệp, cái khát vọng mình quá lớn, rồi mình mới nói rằng là cái yếu tố gia đình, rồi sớm mình có nói là cái phát triển cá nhân, cái yếu tố cá nhân nữa. Chưa nói tới cái chuyện anh muốn làm thì anh phải khỏe nữa. Mà anh không khỏe thì dù cái muốn cái gì đi nữa thì anh cũng không làm được gì cả. Thì cái hạnh phúc nó cũng chẳng có. Làm sao? Tôi nghĩ rằng là nhiều khi mình đẩy một cái vấn đề này, mình đẩy đi khá là xa. Theo bạn nghĩ rằng là cái khởi nghiệp, những cái bạn này khởi nghiệp, họ sẽ ngốn cái thời gian của họ từ 6 giờ sáng cho tới 10, có thể là sau 12 giờ khuya. Vậy thì làm sao họ cân bằng với những cái vấn đề khác để mà gọi rằng là có cái cuộc sống hạnh phúc? Vậy đâu nên là cái nhìn nhận mục tiêu của cuộc sống? Và cái mục tiêu của cuộc sống đấy mà nó quá lớn ấy, thì chưa chắc gì anh lại đạt được. Đúng không anh? Đúng. Cho nên ở đây cái mục tiêu nói loanh quanh mình phải tôn trọng người nghe thôi. Chứ còn thực tế lịch sử thế giới nó chứng minh rồi. Những anh mà được cả thế giới ngưỡng mộ, tôi có thể kể tên ngay bây giờ, họ đều làm được cùng một lúc 4 việc. Và cái hàm của họ nó trở nên hàm cực kỳ tối ưu vì họ làm được 4 việc với một mức độ trong nguồn lực của họ. Cái biến đầu tiên họ làm được là biến sức khỏe, nó là biến gốc. Không có cái đó đừng nói chứ hạnh phúc. Nhưng rất tiếc là sức khỏe nó có hai loại sức khỏe, sức khỏe não và cơ bắp. Cho nên cái anh mà chỉ có cơ bắp không bao giờ hạnh phúc đâu, vì anh không thưởng thức được món ăn, không thưởng thức được cuộc đời này. Anh cũng không làm ra tiền được đâu. Cái biến thứ hai là nó có bạn chứ nó không chơi cái điều đám đông, tức là không phải là bè. Anh đừng mang cái đám đông như anh ra đây anh dọa tôi. Đám đông là nơi trú ẩn của thằng ngu và nơi để tiêu diệt tài năng của thằng tài năng. Đừng mang đám đông ở đây. Ở đây là bạn chứ không phải bè. Và cái biến số 3 họ đem họ có một gia đình hạnh phúc. Và biến số 4 họ có một cái sự nghiệp ở trong cái tâm của họ. Cho nên khi có cả 4 thì ở giữa nó hiện ra chữ hạnh phúc. Mà Tết người ta chúc nhau, chúc mày hạnh phúc. Tôi không tin cái người đó hiểu cái lời chúc đó. Đã chúc là người ta muốn có chỉ tiêu kỳ vọng, người ta phấn đấu tới cả 4. Thế thì khi mà cái anh ấy mải mê thì anh được cái biến sự nghiệp, thì thế nào lại hỏng cái biến sức khỏe?
vợ bỏ, học con hư, bảo hỏng cái biến gia đình. Xong bạn ông chơi nữa. Thế thì cô gọi được sự nghiệp anh đánh đổi quá lớn. Thì lúc này nó có một cái lý thuyết, nó gọi là lý thuyết đánh đổi. Khi anh đặt mục tiêu thì anh nên đặt các hàm số, à quên, đặt một cái hàm các biến số, bốn biến đó, sao cho mà anh đạt được cả. Và anh phải đánh đổi là gì? Như đấy anh nói hoàn toàn có khả năng chứ. Anh phải để sự nghiệp thấp xuống một tí, để đẩy cái biến sức khỏe lên tí, đẩy sự nghiệp tí, quan tâm tới vợ, đẩy cái. Nếu anh cực đoan một biến ấy, thì anh sẽ được hạnh phúc ở cái biến ấy thôi. Cho nên người ta gọi là hạnh phúc gia đình. Anh được hạnh phúc gia đình thì hạnh phúc sự nghiệp anh không có đâu, ít lắm. Cho nên là đứa cô gái là đảm việc nước, giỏi việc nước, đảm việc nhà là một chỉ tiêu kỳ vọng, chứ trong thực tế không bao giờ có. Vâng. Vậy thì ở đây ý tôi muốn nói là các anh thanh niên ấy, anh phải cân cả bốn thì mới gọi là thằng khéo. Vâng. Vậy thì mình chốt trở lại ở đó. Cân bằng để có một cái cuộc sống hạnh phúc thì mình phải cân bằng cả vấn đề sức khỏe, sự nghiệp, gia đình và bạn. Cộng đồng. Cộng đồng ở đây là cộng đồng, bạn bè là cộng đồng. Cho nên ở đây nếu cái hàm nó tối ưu thì anh sẽ có hạnh phúc. Mà hạnh phúc lúc đó nó biểu hiện ra ngoài là sự hài lòng. Đấy, nó cụ thể lắm, chứ nó không phải đại lượng trừu tượng. Nhưng tôi nhồi tôi nhìn ấy, thì tôi thấy không phải là các bạn trẻ, hầu như những người lớn bạn tôi không đạt được. Cho nên là muốn đạt được, người ta phải rất rõ ràng về quan điểm, lao động cật lực thì mới có cả biến, cả bốn. Tôi xin hỏi anh ngay, anh hạnh phúc không? Thực ra mà nói, nếu xét theo cái cách nhìn đó thì tôi nói có vẻ như, một là mình nổ trên Facebook chăng, hay mình tự lừa mình chăng, thì tôi đã không hạnh phúc ở những giai đoạn mà khi còn trẻ. Nhưng đến cái tuổi này, với 64 tuổi đầu, thì tôi nghĩ là nói về hạnh phúc ấy, khó có người đạt được như tôi lắm. Có thể ngạo mạn, nhưng rất tiếc nó là tâm sự của hai anh lớn tuổi với nhau. Tôi rất hạnh phúc anh ạ. Nhưng các cái biến đó, nó, cái nào nó nặng hơn. Tôi nói ví dụ nhé, hơi dài dòng tí. Cái sức khỏe khó người đạt như tôi đấy, người tôi còi dí à. Như tôi có, tôi cảm giác tôi có não và cơ bắp tôi ổn lắm. Cái thứ hai, tôi có danh sách trên điện thoại ấy, hai máy, bạn riêng mà bè riêng. Tôi không chơi bè. Còn gia đình tôi, à quên, gia đình tôi ấy, thì cái cả gia đình con và gia đình đại number one luôn. Ít nhất con cái làm gì tôi biết, nhưng chắc chắn nó có đạo đức. Còn về sự nghiệp thì cái mà tôi hài lòng nhất ấy, là ở sứ mạng. Còn ngoại bão ấy, tôi đảm bảo với anh tôi đủ sống. Thế thì bây giờ còn cái gì nữa nhỉ? Bây giờ chỉ còn có mỗi là cái cố gắng từ đây lúc chết ấy, cái phần sứ mạng đăng lên. Và tôi sẽ làm đúng cái đó. Và tôi nói xong thì chắc chắn tôi nhờ xã hội kiểm tra hành vi rồi. Nhưng mà lúc còn trẻ ấy, để đạt được một biến nó lâu lắm. Mình làm sao đạt được? Cả một cuộc đời loay hoay đến tuổi này bắt đầu mới gặt được kết quả một chút ở các mặt trận đấy. Vậy tôi đánh đổi cái gì? Tôi đánh đổi rất nhiều. Nếu mà nói đánh đổi thì đánh đổi sức khỏe khá nhiều. Nhưng mà may trời cho hay là tại mình cân không biết. Nhưng trong chế độ ăn của tôi hay là chế độ bác sĩ tôi làm rất cẩn thận. Hay là do bạn nó đưa bóng cho mình xúc. Thì nếu nó đưa thì đã thành công của tôi trong ứng xử với bạn chứ. Nhưng mà tóm lại cả cuộc đời loay hoay thì nó mới gặt được. Chứ còn các bạn trẻ mà đòi hạnh phúc ngay tôi nói không được đâu. Lượng đổi chất mới đổi. Để mà kết, nếu như mà anh hỏi ngược lại tôi. Dạ tôi đang định hỏi thế, chưa kịp thì thầy tự hỏi. Thì câu trả lời của tôi là tôi không có hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà tôi an nhiên với cuộc sống của mình. Nhưng mà tôi cho rằng là tôi không hạnh phúc. Là tại vì, thứ nhất, tôi cho rằng là nếu như mà mình hạnh phúc thì mình đâu có cần gì phải phấn đấu nữa. Cho nên tôi đã có một cái ngã rẽ của cuộc đời từ sống ở Mỹ về Việt Nam. Và phải làm quen lại với cái môi trường sống ở đây. Thì nhiều người không dám làm cái chuyện đó. Nha, nhiều người Mỹ mà sống Việt Kiều ở Mỹ mà sống 30 năm, 40 năm như tôi, không mấy ai có cái can đảm làm chuyện đó. Cho nên phấn đấu để mà thích nghi. Có nghĩa rằng là ở trong đó nó không có một cái sự hài lòng rồi vân vân. Nó có một cái... Rồi tôi về hưu, bây giờ làm những cái chuyện mà mình vui, mình thích trong cái cuộc sống của tôi như vậy. Tôi cho rằng là tôi không có hạnh phúc tại vì tôi còn phải phấn đấu để mà
sống. Nhưng mà hình như là cái từ đầu đến cuối tôi với thầy toàn đồng thuận, cái này có lẽ tôi phản biện tí. Vâng. Tôi nghĩ là hạnh phúc đó là quá trình mình chạy. Và quá trình thầy chạy, thầy cứ đạt cái đích thế này. Trong quá trình thầy cứ vượt là cuối năm tôi là ông Thành khác ông Thành đầu năm. Thầy đang hạnh phúc lắm, thầy nói không đúng. Và bây giờ nếu thầy dừng lại thì chắc chắn thầy chết. Chết theo nghĩa thế này này là không hạnh phúc. Dừng lại là không hạnh phúc. Cho nên tôi lại thế này, là tôi cho nó hạnh phúc, sau đó tôi nuôi hạnh phúc. Chứ còn nếu tôi bằng lòng với cái tôi có thì người ta gọi là hội chứng, là một thứ cực kỳ bệnh hoạn. Nó là hội chứng điểm đến. Nhưng mà thầy đến điểm đến nhiều rồi, thầy hạnh phúc tràn trề rồi, thì thầy mới đủ sức để thầy quẹo. Còn tôi không quẹo mà tôi đẩy nó ở cực độ cao lên. Và những ngày hôm nay tôi thật với thầy, tôi rất tự hào cái tôi cống hiến ở tầm quốc gia. Nhưng mà mình dừng lại là mình chết. Thì tôi với thầy có một cái chung. Mà thầy thì thầy lại nói tôi không hạnh phúc. Không có đâu, nhìn mặt là thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là quá trình chạy chứ không bao giờ là điểm đến cả. Mà kẻ nào mắc bệnh điểm đến, kẻ chết ngay. Ví dụ bữa hôm nay tôi dừng lại, xong tôi tự hào, xong tôi mua cái xe, xong suốt ngày tôi khỏe. Đấy là thằng bệnh hoạn, thằng chết ngay. Ồ, chứ không phải là hạnh phúc là thỏa mãn với cái gì. Thỏa mãn là ở quá trình chạy mà. Thầy đang thỏa mãn xong thầy lại muốn thỏa mãn nữa, xong thầy đang chạy mà. Cho nên thỏa mãn không bao giờ nó nằm ở đích đến, mà nó nằm ở quá trình chạy. Hay đó. À, vậy có nghĩa rằng là thầy đang đi tìm hạnh phúc tiếp ấy, đang chạy tiếp. À, có nghĩa rằng là hạnh phúc chưa hẳn nhiên là đạt được những cái gì. Hiểu thế là chết. Nó thành bệnh hoạn đấy, nó gọi là bệnh điểm đến. Tôi có thể chứng minh cho thầy tất cả những ông nói mà dính được phút rồi nhé. Giáo sư, tiến sĩ, quan chức đều dính mắc bệnh điểm đến hết. Khi anh đến đó anh dừng lại thì tất cả hậu quả của đời nó úp theo cái đen luôn. Cả đời phấn đấu tiếp cho đến khi xuống quan tài. À, có nghĩa rằng là theo nhưng trong quá trình chạy thì mình sướng lắm. Tôi với thầy đang làm thế này chả được cái khỉ gì, không biết là được cái đích gì, nhưng mà đang sướng này. Này, à, có nghĩa rằng là giống như là phát triển doanh nghiệp đó, mà anh thỏa mãn, anh đến đích rồi làm bắt đầu đi xuống. Ui, trên này. Tại điểm đích đó, mình lập tức mình phải tái cấu trúc, cho nên nó sinh ra cái môn đó. Tái cho nó vòng lên. Nó chuẩn bị xuống là tái nó lên. À, hôm nay được nói chuyện với anh, đối thoại với anh rất là vui. Dạ. À, không mấy kịp, và cũng lần đầu tôi nói chuyện với anh, cho nên phải nói rằng là rất là vui được chia sẻ với anh. Dạ, cảm ơn nhiều. À, và một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình đối thoại Trương Nguyễn Thành. Và hẹn quý vị số tiếp theo. Và hứa hẹn rằng là sẽ có khách mời thú vị không kém với anh Lê Thẩm Dương ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình đối thoại Trương Nguyễn Thành, và xin cảm ơn chương trình đã mời và tôi có mặt của ngày hôm nay.